Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Hiện nay, nhiều nhà vườn trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang tất bật cho vụ hoa Tết để kịp cung ứng cho ra thị trường. Dạo một vòng quanh các vựa hoa trên địa bàn thành phố Pleiku như An Phú, Chư Á, Hoa Lư, không khí rộn ràng chuẩn bị hoa Tết đã tràn ngập khắp cánh đồng. Năm nay, vựa hoa phường Thắng Lợi vẫn duy trì các loại hoa truyền thống như cúc, lây ơn, huệ, loa kèn như những năm trước. Nhiều chủ vườn đánh giá thời tiết năm nay khá thuận lợi, hoa sinh trưởng, phát triển tốt và hứa hẹn cho một mùa bội thu. Hiện toàn phường Thắng Lợi có hơn 10 hecta diện tích trồng hoa Tết. Những ngày này, nhiều hộ dân đang tất bật tưới phân, nước cho hoa. Hai sào cả đằng sau vườn thì nghĩa là hai sào làm bắt đầu làm lấy giống về trồng từ tháng 7 âm lịch đó cho đến bây giờ đây này. Hôm nay thì tôi trồng được 1.000 chậu đấy, có loài chậu to này thì là khoảng 60 chậu và chậu trung bình này thì là 60 chậu đấy, mà hiện tại đến bây giờ tháng 10, trong vòng tháng 10 âm lịch ý, họ đã đặt hết rồi, và năm nay thì người ta đặt sớm hơn so với mọi năm và đặt nhiều hơn, số lượng nhiều hơn. Còn bà con thì hiện nay thì bà con đang tập trung chăm sóc, và các cái thương lái cũng như là các cái hộ kinh doanh buôn bán quốc tế đó, họ cũng đã đặt cọc. Thì so với năm ngoái thì cuối năm thì địa phương phải giải cứu hoa cúc Tết cho bà con, thì năm nay cũng thuận lợi hơn cho bà con so với năm ngoái. Cũng nhằm hoạt động trồng hoa trên địa bàn phường được bà con chăm chú và tập trung hơn, thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, ủy ban với phối hợp với Hội nông dân phường cũng đang tập trung để gom các cái hồ trồng hoa trên địa bàn về để xây dựng nông hội hoa phường Thắng Lợi. Thì đến nay thì công tác rà soát và công tác chuẩn bị cũng đã đảm bảo và sẽ xây dựng cái nông hội hoa trên địa bàn phường Thắng Lợi trong thời gian tới, để góp phần cùng bà con nhân dân phường có những mùa hoa đạt năng suất và bội thu. Nếu cúc điện khá phổ biến ở vùng Thắng Lợi, Chư Á, thì lây ơn, loa kèn là loại hoa được trồng nhiều ở xã Trà Đa. Trên địa bàn xã Trà Đa hiện có 50 hộ trồng hoa lây ơn với tổng diện tích 14 hecta. Với kinh nghiệm 10 năm sản xuất hoa lây ơn, gia đình ông Đoàn Khắc Châu, thôn 1, xã Trà Đa, đã nắm vững các kiến thức chăm sóc để giúp vựa hoa của mình nở đúng độ Tết. Đây cũng được xem là nguồn thu nhập chính vào mỗi dịp Tết của gia đình ông Châu. Cũng cao. Như riêng năm nay là nếu mà trồng một xào hoa như vậy là dân họ đầu tư riêng cái tiền củ giống không là hết 15 triệu. Đó là hoa thường, còn hoa ngoại thì nó nằm dạng khoảng 30 triệu. Đó là chưa tính cái khâu đầu tư chăm sóc. Mà cái này là làm hoa là thực sự ra là nó yếu tố chủ yếu chính là cái quan trọng là cái vấn đề là nó áp dụng vào là thực tế là cái vấn đề là cái thời tiết là nó quan trọng nhất. Hiện tại là bây giờ là bà con là bắt đầu là đang tập trung là coi như là nhổ cỏ rồi vô phân mà để bắt đầu là vô đất chân bông. Thì cũng như mỗi năm khác thì cái nông hội này thì vẫn cứ đứng ra để mà bao cái cho người nông dân là bán những cái giống hoa là có thể là tập trung về cái nông hội này. Số nông dân mà có cái người mà bạn hàng á thì vẫn bán theo bạn hàng, còn nếu không thì cũng tập trung, nói chung là giá cả thì cũng theo cái nông hội này là bán giá, thì nông dân ở đây thì không có bị ép giá. Tại vì giá đưa ra thì nói chung là cũng theo cái nông hội này. Tại vì số hội viên nông dân ở đây mà 50 cái người nông dân á, mà để mà trồng hoa á, thì họ đều nằm trong cái nông hội rau hoa của Trà Đa. Thời điểm này, nhiều thương lái đã đến thu mua hoa tại các nhà vườn. Năm nay, hoa dự kiến cao hơn so với năm trước, nên người trồng hoa đều phấn khởi, hứa hẹn sẽ mang lại một cái Tết vui tươi cho bà con nông dân.